Dạ em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên ngày 2 tháng 4 năm 2022 nha cả nhà nha. Thì anh em lên lại ít hình cù lao minh cho cả nhà mình siêu tầm nha. Cũng theo yêu cầu của rất là nhiều cô chú thì lên những rất là muốn siêu tầm cái loại cù lao minh này. Thì hôm nay em lên được 5 hình cù lao minh nha. Cho một hình hồng, một hình hồng nhạn này. Phải nói là rất đẹp luôn, một cái khúc hồng nhạn ghép lúa này rất đẹp luôn nha. Tác phẩm nó là rất tuyệt vời luôn. Đó. Thì em sẽ giới thiệu cho anh số 1 này. Số 1 thì đây, có một cái khúc lúa hồng nhạn. Những cây xếp của nó là rất đẹp luôn. Những cây nhạn chỉ thiên rất. Nó là rất là đẹp luôn nha. Đó, cái cây này nó gồm có 5 ngọn. Đó. Một cái tác phẩm hồng nhạn nha. Hàng thùng rễ rất là khỏe cả nhà, rất là lâu năm luôn. Đó. Còn có 5 ngọn. Cái này về cả nhà mình lấy về treo lên vườn phải nói là rất là tuyệt vời luôn nha. Có hai cây cao ở trên này, hai cây này ở dưới này và một cây ở dưới này. Đó, toàn những cây rất là đẹp luôn nha. Một cái bán hồng nhạn phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Rồi cái bán hồng nhạn to như thế này em bán với giá là 1.3 em bao ship nha. Hồng nhạn nha cả nhà nha. Đó, hàng phải nói là thùng rất là khỏe rồi. Để rất là xanh tươi, cây của nó rất đẹp luôn. Đó, những cây to khủng này, xếp chi tiêu của nó là rất đẹp luôn. Rồi hình số 1 1.3 bao ship hồng nhạn nha. Qua hình số 2, số 2 em có một bản kim điệp sung này. Đó, kim điệp sung một bản rất là to luôn, thùng rất là ổn định luôn nha, rất là lâu năm rồi. Bây giờ kim điệp sung bán kim điệp sung này nụ rất là nhiều luôn, hình như thân nào cũng có nụ cả nha, nụ này, nói chung nụ rất là nhiều luôn. Đó, nụ này. Cây nào dường như là thân nào cũng nụ nụ này. Bên đây nữa này, đây ra rồi nụ này, nụ này, đang nụ rất là nhiều nha. Có một cái bản kim điệp sung rất là to như thế này, đó, nhìn rất đẹp nha. Về cả nhà mình chuẩn bị ngắm hoa nha, nụ rất là nhiều luôn. Rồi một cái bản kim điệp sung to như thế này, để giá 650 bao ship nha, hình số 2 nha. Đó, kim điệp sung nha. Rồi qua số 3 có cù lao minh này, đây một cây này. Hàng một mẹ này, ba cái con nha. Nói chung cái mẹ nó bị lỗi ngọn rồi, nó lên ngọn mới này, nảy ngọn mới này. Đó, nó đang nảy ngọn con nó này, cánh này. Và dưới đây một cây con hàng lá mít rất đẹp luôn nha. Đó, một cái thân như thế này, chiều cao nó tầm 30 phân nha. Đó, một cái con dưới rất là đẹp này, mít này. Nảy ra một con này, ở trên đây nó ngọn, đã nảy ngọn mới đây này. Đó, một cái cây dài 30 phân như thế này để giá 273 ship. Hình số 3. Qua hình số 4 thì đây có một khúc nguyên bản này. Đó. Một khúc nguyên bản này, một cây mít xếp rất đẹp luôn này. Đó, nó đang nảy con rất là nhiều cả nha. Hai cây con dưới này. Đó, đang nảy hai mầm con này. Trên đây một mầm con nó là 3 này, nó đang trong ngách này. Và trên bên đây một mầm con nó là 4 này. Đó, nảy mầm con rất là nhiều luôn nha. Một mẹ bằng 4 con nha, 4 con mới nảy nha. Một cây cù lao minh như thế này nha, hàng nguyên bản như thế này, 350 3 ship. Hình số 4. Qua hình số 5. Hình số 5 cũng đây. Cũng một khúc cây này. Cũng hàng nguyên bản mà chặt từ rừng về anh em thùng rồi này. Đó. Một cái đây là nguyên, nó là nguyên một về luôn nha cả nhà nha. Rất là nhiều cây con luôn. Đó, trên đây cái ngọn của nó này. Nó để là 5 ngọn là hàng lá mít. Xếp rất đẹp luôn nha. Ngọn con nó nảy cả nhà này, đó, chi chít ngọn con này. Đó, đây một ngọn cao đi nha, dài nữa này. Rồi đây hai ngọn con nữa này. Rồi bên đây ngọn con nó mọc dưới đây chi chít nữa này. Đó, rất là nhiều ngọn con luôn. Rồi xuống dưới đây được hai ngọn nữa này. Đó, tổng ở đây là 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu, 6 đầu, 7 đầu. Trên đây 5 đầu nữa. 5 đầu nữa là 12 đầu mà chưa tính mấy cái mầm con nó nảy chi chít luôn này. Đó, mầm con nảy đó. Đây, đây con ngách nãy mầm con nữa này. Đây là mầm con nữa này. Đó, ra rất là nhiều mầm con nha. Rồi một cái khúc như thế này, chiều cao nó tầm cỡ 60 phân, hơn 60 phân, 70 phân. Một cái về cù lao minh mít chục như thế này, hàng bám vô khúc gỗ lũ như thế này. Đó. Rất là đẹp luôn. Khúc này để giá 1.9 triệu ship. Anh nhà mình lấy cái khúc này về siêu tầm và có cái mầm con ra này. Rất là nhiều mầm con luôn. Treo lên thì sau này nó rất là đẹp luôn. Đó, một cây lá mít rất đẹp luôn này. Đó. Rồi cái cây này để giá 1.9 triệu nhưng 3 ship.
tủ Long Minh nha, 1.9 triệu, em bao ship luôn. Hình số 5 nha. Đó, hàng của nó là rất tuyệt vời cả nhà, con lấy rất là nhiều luôn. Rồi quanh số 6 đây cũng một khúc này. Một khúc bán như thế này. Nó rất đẹp luôn. Đây cha, 1 về 1. Nè, những cây mít này. Đó, phải nói là rất đẹp luôn nha. Rất là nhiều ngọn, coi con nó lấy nè cả nhà này. Nãy này. Nãy con này. Đó, đây này. Nãy con dưới này này. Chi chít luôn. Đó, con mà lấy 3-4 mầm dưới đây luôn. Đây nữa này. Đấy mầm này. Mầm nó lấy phải nói là rất là nhiều nha. Thì cái đây cái ngọn, một ngọn mẹ này, cao này. Chiều cao của ngọn mẹ này tầm 40 phân này. Đây bộ. Bày con luôn. Chưa tính mấy còn con nó đang này dưới đây nữa này. Này, này. Thì đây một ngọn nữa này. Rồi đây, dưới đây quá trời ngọn luôn nha. Con là hàng lá mít xếp rất đẹp luôn nha. Đây một ngọn dài nữa này. Đó. Bên đây một ngọn nữa. Đó, cái cây này thì quá nhiều mầm con cả nha. Mầm con phải nói là lấy rất là nhiều luôn. Một cái bảng dài như thế này, từ đây đến đây lên tầm 70 con, 80 con. Một cái bảng toàn bộ là hàng lá mít xếp đẹp như thế này. Đó. Cúc này phải nói là quá tuyệt vời cả nhà. Mầm con em nói em bao mầm con cho cả nhà luôn cái này. Rất là nhiều mầm con luôn. Rồi cái bảng này em để giá 3 triệu bao ship. Nha, một cái bảng. Đó. Nó nói là rất đẹp luôn. Đẹp lắm, cái bảng này đẹp lắm đó nha. Những cây to, những cây mít cao to không. Còn cái này nè. Nãy rồi chi chít con luôn. Này nè. Đây nè, những cây mít kia. Quá là chất lượng luôn nha. Rồi cái bảng này em để giá 3 triệu bao ship. Hình thứ 6 nha, một cái bán như khúc gỗ nha. Ở ngoài đẹp lắm cả nha. Nó cái dàn cái mầm con lên sang năm thì cả nhà mình sẽ thấy những cái cây nó rất là tuyệt vời luôn. Đây này, mầm con lên. Cây nào dường như cây nào mầm con nó lên rất là nhiều luôn. Rồi cái bảng này số 6 là 3 triệu bao ship. Rồi qua anh số 7. Số 7 em có một chậu lên. Một chậu nó là rất là nhiều ngọn luôn. Hàng rất là xanh tươi nha. Nó bám được một khúc gỗ trong này nha. Cái này là nó là nguyên thủy, nó là 1 về 1 nha. Đó, nguyên bám vô khúc gỗ em bỏ chậu này. Đó, phải nói là những cây mít này. Trong này là tính ra chắc tầm cỡ 30 đầu này cả nhà. Rất là nhiều đầu luôn, rất là nhiều ngọn luôn. Đang nảy mầm con cũng rất là nhiều nha. Những cái ngách như thế này mà nảy mầm này thôi nha. Đó, cái ngách. Đây nó rất là nhiều mầm trong ngách luôn. Một cái chậu cù lông minh như thế này. Đây này, còn những cây mít. Nó là rất là đẹp luôn nha. Đẹp lắm, chậu này đẹp lắm luôn nha. Bám vô khúc cổ đây bỏ chậu nha. Đó, cái chậu này về cả nhà mình chăm thì sang năm thì nó sẽ cao lên tới đây. Nhìn nó là rất là tuyệt vời luôn. Đây này, những cái ngách nó nảy mầm con rất là nhiều luôn nè. Mầm nảy nhiều lắm. Rồi cái chậu này, ai siêu tầm cái chậu này, em để giá 3 triệu rưỡi 3 ship. Hình số 7 nha, cù Long Minh nha. 3 triệu rưỡi 3 ship. Mầm con thì nảy chi chít luôn. Cả nhà nhìn tổng thể cái chậu này thì rất là đẹp luôn. Đó, toàn là bộ hàng lá mít xếp hết như thế này nha. Đó, những cái mít xếp này rất đẹp luôn. Nhìn từ trên thì rất đẹp luôn cả nhà. Rồi, chậu này 3 triệu rưỡi 3 ship. Hình số 7 nha, 3 triệu rưỡi 3 ship. Rồi thì hôm nay em lên bao nhiêu hình đó thôi. Thì cả nhà mình lấy được hình nào thì cứ alo cho em nha. Cù Long Minh nha cả nhà, hôm nay cù Long Minh rất đẹp luôn. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người nha.